Thưa quý vị, tại nhà hàng Gallery ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng vừa bắt khẩn cấp nhiều nghi phạm để điều tra về một đường dây mại dâm. Theo thông tin ban đầu, đường dây mại dâm này chuyên phục vụ khách nước ngoài vì nhà hàng chỉ nhận khách nước ngoài mà chủ yếu là khách người Hàn Quốc. Có 30 phòng hoạt động karaoke không phép tại nhà hàng này và luôn trong tình trạng hết phòng. Đặc biệt, công an cũng phát hiện nhà hàng có hệ thống báo động như bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra ngày 24 tháng 7 năm 2023, thông tin từ phòng cảnh sát hình sự BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an quận 1 bắt khẩn cấp nghi phạm Kim tae Hyun, 48 tuổi, Lee Hyun Jun, 25 tuổi và Cha Jin Yong, 46 tuổi. Ba người này đều có quốc tịch Hàn Quốc. Nguyễn Thị Ngọc Loan, 34 tuổi, ngụ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và Lê Tấn Thanh, 48 tuổi để điều tra về đường dây mại dâm chuyên phục vụ khách nước ngoài. Ngoài ra, công an bắt giữ nghi phạm Bùi Thị Phương Dung, 34 tuổi, và Bùi Duy Hà, hay còn gọi là Tý, 39 tuổi, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, nhà hàng Gallery hoạt động từ tháng 6 năm 2022 đến nay do Kim Tae Hyun và Cha chin Yong làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Thông qua việc môi giới của quản lý, khoảng 80 nữ tiếp viên tại nhà hàng bán dâm khi khách có nhu cầu với giá từ 2 triệu 300 ngàn đồng đến 3 triệu 800 ngàn đồng một lượt. Khách mua dâm sẽ thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Những cuộc mua bán dâm được tổng quản lý Lee Hyun Jun chỉ đạo các nữ tiếp viên đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc quản lý người Việt Nam về làm việc. Khách đến nhà hàng này để vui chơi còn được đảm bảo không bị cơ quan công an kiểm tra, phải có hiệu chiếu xác nhận quốc tịch và được khách quen bảo lãnh. Những nghi phạm cầm đầu đường dây mại dâm tại nhà hàng này thường xuyên tổ chức hợp kín để có nhiều phương thức che đậy, gây khó khăn trong công tác xác minh, thu thập thông tin của bàn truyền án. Công tác bảo vệ được nhà hàng này đặc biệt chú tâm đến những chi tiết nhỏ nhất, ví dụ như thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các từ ngữ ám thị hoạt động mại dâm. Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023, lực lượng chức năng ập vào nhà hàng Gallery đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Công an xác định nhà hàng móc nối với nghi phạm Lê Tấn Thanh để đặt khách sạn, đưa hai khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại một khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi ở phường Bến Nghé, quận 1. Công an sau đó bắt quả tang hai cặp đôi đang mua bán dâm tại khách sạn này. Nhóm này khai tổ chức hoạt động bán dâm để tăng doanh thu và kéo khách. Số tiền thu lợi mỗi tháng khoảng 4 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Để theo dõi những thông tin liên quan, mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanh niên.vn. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký theo dõi và bật nút chuông kênh YouTube của Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức được cập nhật liên tục.